Rồi đang chật tới nữa anh. Dạ con chào chú Bảy. Nhậu đi mày, làm đi nè. Trời ơi, này nó có biết nhậu nhạt gì đâu mà kêu nó xong. Ủa, nấu món gì mà ngon dữ vậy chú Bảy? Giật nè, nấu chao. À, món này ngon rồi nha. Cái món này mình ăn bún ha. Ờ, anh này ăn bún là đúng bài luôn á chú Bảy. Chi, con vô lấy cho chú cái chén thôi con. Ủa không có cơm hả chú Bảy? Không, bữa nay không có cơm, ăn bún đỡ rồi mày. Con múc dăm bún nè chú Bảy. Hả? Nani? Nani? Còn nhiêu đó ăn giọng cho hết luôn đi. Giò kìa. Không có đâu, con ăn không có được, mày để trong chú Bảy rồi nhậu thôi chứ giò không đâu ăn được đâu. Mày coi cái đây tao nghĩ hết cái con mình lên mày đó. Mày coi cái đây tao nghĩ hết cái con mình lên mày đó. Con ăn xong chén này con cũng nghỉ rồi. Chứ còn đâu nó không nghỉ. Cho ăn xin một coi chú Bảy. Mày xin một là gì mày? Xương về cho chó à? Trời ơi, mày ăn đây đã rồi mày xách xương về cho chó mày ăn nữa, thứ nào chịu nổi. Thấy bỏ rồi nó thấy quá mày. Này này, này lấy cái mọc này, này đựng về đây. Rồi rồi rồi. Hả? Khách là chịu hết nổi rồi. Miễn tiếp khách. Trời ơi, lụm chó. Dạ chú Bảy. Đi con. Dạ. Mày quán ba chai cho nghe. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú Bảy con dài. Dạ thưa chú Năm con dài. Con 24 con ở nhà con bận chuyện con đừng có qua nữa con.